mình coi ông chú cho cá ăn trong cái hai cái lưu kiệu này, lấy hai lưu kiệu nuôi cá luôn hả? Nuôi nhiều không chú? Ít hả? Ông tận dụng hai cái lưu kiệu để nuôi cá ly thia. Đây ông chú rất là biết tận dụng luôn đó mọi người. Tận dụng hai cái lưu để nuôi cá luôn. Giờ mình sẽ quay sâu cận cảnh vô, thì ông chú tận dụng hai cái lưu, hai cái lưu kiệu này dư ra là ông chú không có xài á. Rồi để cá ly thia vô đây nuôi ha, giống như bên nhà mình vậy đó. Mình nuôi xong cái mình bỏ thức ăn như là bèo á mọi người. Nó cho cá vô đây nó ăn này ha. Ủa? Sao vậy? Mình tận dụng đây mình nuôi. Ok mà. Đó, tận dụng cái lưu kiệu để nuôi cá. Nó hơi bị chói quá. Tận dụng hai cái lưu kẹo này để nuôi cá là mọi người, là một điều khá là thú vị. Và mà ông chú rất là hay luôn ha. Là bị chói nên mình nhìn không thấy rõ mấy con cá đây. Từng những con cá đi thia nè mọi người. Quá trời luôn, trời để tay vô vớt con cá nó lên nè mọi người. Mình thấy quá trời luôn, nhưng mà ông chú nó không có gì ta. Tận dụng một cái lưu kẹo này để nuôi cá đi thia cũng được, ở dưới quê mình cái gì mình nuôi cũng được chứ hết cả nhà. Đó, quá trời cá luôn. Đi qua ông chú chút xíu là có rất là nhiều video để quay cho mọi người xem mình ha. Đây là ông chú nuôi bèo. Đây, đây mình quay có một tay, còn một tay mình vớt cá cho mọi người xem. Đây mấy con cá này, trong đây cũng mát lắm mọi người. Mấy con cá nó thích cái quà vô đây nè. Tận dụng mấy cái lưu kiệu này nuôi cá khá là thú vị ha. Đây nữa, ồ bên đây cá bự hơn nha cả nhà. Đây mấy con này bự hơn luôn nè. Có mấy con cá bự, cá này cá sim ha. Cá bên đây mình thấy nhiều quá. Đó, cá ly thia. Đây nữa nè cả nhà, vớt một cá đã lên nhóc luôn. Ồ, con này bành kia luôn, đen mông luôn. Ông chú không đúng là hay thiệt luôn á. Giới thiệu với mọi người nha. Đây là hai cái lưu kiệu mà tại chế cá kiển Phương Hoàng ha. Ông chú tận dụng rất là đầy tối đa luôn á. Để ông nuôi cá. Đây cái lưu kiệu này chỉ cần mình thả gông vô đây thôi. Thả gông với thả bèo với là bỏ thức ăn vô thôi. Mình để cá đây mình nuôi ha. Rất là rộng, rất là thoáng luôn. Đây ông chú có cái chạy cá nhỏ này. Cá này là cá nhi chút xíu à, nó tưởng cho mình ăn nó bu lại cho mọi người. Cá tèo 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 đó, cá chút chút xong nè. Này ông chú, này hai nước thì không cho mọi người xem nguyên cái đàn cá đó nè. Tưởng thầy buổi chiều tưởng mình cho nó ăn nó bu lại nha. Đông keng luôn nè cả nhà. Đó. Nguyên một cái đàn cá nhỏ. Hai lưu kiệu đó ông chú tận dụng nuôi thành công. Đây nè mọi người. Đây là thiết kế mấy cái bạc để nuôi cá. Là cái bạc để nuôi cá ly thia ha. Cái này là bên đây là cái bạc này để nuôi cá bảy màu. Quá luôn kìa. Đó, đàn cá bảy màu. Nghẹt đầu hết trơn luôn. Đây là có mấy cây bông súng. Ủa, bông súng kiển mọi người. Đó, thả quá. Nguyên đàn cá chiều đã kìa không. Mấy màu các loại. Tán quá. Đông nghẹt luôn. Bên kia cũng có một cái bèo nuôi cá ha. Bên đây là những cái cảnh cá đi thiên đó mọi người. Cái hôm nay thời tiết nắng nóng quá nên cá nó vươn mình ở đây hết trơn ha. Đây cá về đậm chút nuôi cá rất là nhiều luôn cả nhà. Cái đàn cá đi kia này nắng nóng quá nó thôi tóp lên đây nó hoàng mình dưới cái lớp bùn này, nó lớp sen ha. Cá này
thấy gơm lại kìa, giờ nó mát mát rồi lên nó nổi lên nhiều quá. Chờ mát hơn thôi. Nãy giờ nóng cơ. Có nhiều con nó bị sốc nhiệt đó mọi người. Do nóng quá chịu không nổi. Qua wow, chị cá luôn cả nhà ơi. Này may nhất là cái hồ này. Như một cái đàn cá luôn, nghe hết trơn.